Rồi, tao xin chào các bạn ha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của mình. Thì hôm nay ông cậu Năm ông có giao lưu bán mai vàng đó các bạn. Hiện có các bạn nào yêu thích mai vàng thì nữa liên hệ với cậu Năm ha. Thì nữa số điện thoại của cậu Năm Lâm mình sẽ để với cái phần mô tả kênh để các bạn biết liên hệ với cậu Năm nha. Thì ở đây cậu Năm ông có 3 lô mai, thì mỗi lô như vậy là 5 cây. Thì mỗi cây thì mỗi một cây vậy là ông cậu Năm ông sửa rễ là nó tới 4 nước nha các bạn. Là cái bề hoành của cây á, thì nó tới 11, 12. Còn cái chiều cao của cây thì nó tầm khoảng trên 1,5 m nha các bạn. Thì đây ông cậu Năm ông bán mỗi một lô vậy là 5 cây. Thì với giá 7 triệu rưỡi. Thì cây nào bên ấy là rất là đều rễ là đều rễ luôn nha các bạn. Thì cái này ông cao năm cũng đã sửa là 4 nước rồi, 4 nước rễ nó mới đều như nó các bạn. Thì mỗi cây như là cái hoành của nó 10 đến 11 nha các bạn. Thì cây nó có chiều cao là tầm khoảng 1,5 m. Chi cành rất là đều luôn nha các bạn. Nè, để anh cho các bạn xem đế của nó ha. Đây con năm sửa rất là tỉ mỉ luôn nha các bạn. Đế rất là đều luôn. Ở đây cũng như là cây mã số 1 này ha các bạn. Đây là cây số 1 nè. Mình tới qua cây số 2 các bạn. Thì cây số 2 con năm cũng sửa rễ luôn ha. Cây này cũng nó hoành 10 nữa các bạn, 10 đến 11 nha. Thì cây này cây nấy rất là đều luôn các bạn. Thì con năm đã sửa rễ hết rồi ha. Này rất là đều nè các bạn. Thì mỗi cây như là chia cành rất là đều ha. Thì cây tầm khoảng cao 1,5 m nha các bạn. Rồi đây là cây mã số 2 ha các bạn. Tiếp qua cây mã số 3 nè. Thì cây này hoành của nó cũng 10 luôn. Cây này chín nè, chín. 10 các bạn ơi. Thì hoành đế của nó dưới này tầm khoảng 4 tầm khoảng 40 ha. 40 nè. Đế rất là đều đế luôn. Còn chi cành rất là đều luôn nha các bạn. Cây cao thì tầm khoảng 1,5 m ha các bạn. Rồi cây này à, tới cây này mã số 3 các bạn. Tới qua cây mã số 4. Đây. Cây này nó cũng rất là đều luôn nè. Cây này 10 tới 11 nha các bạn. Còn hoành đế của nó thì 40 45 trở lên ha. Này đế rất là đều đế luôn. Chi cành rất là đều luôn này các bạn. Đó. Thì cái này con năm cũng đã có sửa nhánh rồi các bạn, cũng sửa lúc còn nhỏ. Cái này thấy rất là đều đế luôn. Rồi tới qua cái mã số 5 các bạn ơi. Đây, cây mã số 5 này thì nó hoành nó tầm khoảng 11 đến 12 nha các bạn. Còn hoành bể đế của nó thì tầm khoảng cái này năm mấy các bạn ơi. Bên đây thì hoành đế năm mấy ha. Còn trên đây thì 11, 12 các bạn. Còn chi cành rất là đều luôn nè. Rồi, như là mỗi 5 cây như vậy các bạn. Mỗi 5 cây như vậy là ông cộng 5 bán với giá là 7 triệu rưỡi ha. Thì cái này bao ship luôn nha các bạn. Đó, thì từ cái mã số 1 tới cái mã số 5 là 7 triệu rưỡi nha các bạn. Rồi, tới qua lô thứ hai. Qua lô thứ hai nha các bạn. Thì cây này nó nói chung là cũng rất đều đế luôn, còn hoành của nó thì tầm khoảng 10 nha các bạn. Hoành thân của nó 10. Thì hoành bể đế tầm khoảng
50 các bạn, hoành bề đế 50 ha. Thì đế này con 5 uống sữa cũng 4 nước luôn nha các bạn. À, chi cành rất là đều luôn. Rồi, cái này mét gửi luôn nha các bạn. Rồi, cái này là mã số 1 ha. Và tiếp theo cây mã số 2. Cây mã số 2 này thì cái hoành của nó tầm khoảng 11 nha các bạn. Tầm khoảng 11. Thì hoành bể đế nó tầm khoảng 45 nha các bạn. Hoành bể đế. Còn chiều cao thì tầm khoảng 1 mét nha các bạn. Đây cũng cái dây nè. Dạ. Cây này là 1m7 luôn hả con? Ừ. Đó, về thước 1m5 thôi. Dạ. Này tối chút hay không? Ừ. Này, cây này nó tầm khoảng 1m7 nha các bạn. Có cây nó cao trên 1m7 nè. Thì còn tham ống trung bình là cây 1m5 thôi các bạn ơi. Thì hoành bể đế này tầm khoảng 50. Này 12 nha các bạn. Hoành hoành thân nó là 12 các bạn. Hoành thân này là 12 nè. Còn hoành bể đế này tầm khoảng 50 ha. Rồi, đã xong cái mã số 2. Rồi, qua cây mã số 3 nha các bạn. Thì hoành thì cũng 10 đến 11 nha các bạn. Cái này hoành thân 10 đến 11. Còn hoành bể đế thì tầm khoảng tầm khoảng 50 hoành bổ đế nha các bạn. Cái này con 5 đã sửa rễ luôn nha. Thì cái này cũng sửa rễ 4 nước luôn nha các bạn. Còn chi cành rất là đều. Đây. Cái này nó cao tầm khoảng một gần 1m7 luôn nha các bạn. Nhưng mà con 5 cỡ là 1m5 hả? Đây đế rất là đều nha các bạn. Rồi. Là xong cái mã số 3 hay các bạn. Thì tiếp theo mình qua cây mã số 4 các bạn ơi. Đây, cây mã số 4 thì cũng đế rất là đẹp luôn ha. Thì đế này con 5 đã sửa 4 nước nha các bạn. Đây. Này hoành thân của nó là 12 các bạn ơi. Cây này bự hơn mấy cây nãy nè. Hoành cỡ 12 13 ha. Còn hoành bể đế này tầm khoảng 60 các bạn. Hoành bể đế này là 60 ha. Đây. Cây này cũng rất là đều nhánh luôn nha các bạn. Cây này nó cũng cao là 1m6 đó các bạn. Rồi, cây mã số 4 rất là đều, đều đế luôn nha các bạn. Rồi, tiếp theo cây mã số 5 các bạn ơi. Đây, cây mã số 5 thì hoành của nó thì 11 đến 12 nha. Hoành thân ha, hoành thân là 12. Còn hoành bể đế này tầm khoảng 60 luôn nha các bạn. Nó tầm khoảng trên gần trên 3 gang của mình đó các bạn. Là hoành đế này 60. Mình chi cành nó rất là đều luôn nha các bạn. Để mình cho các bạn xem đế của nó ha. Đế cái này đều luôn. Tại vì bên kia nó tùm lum quá mình khó đi qua bên kia các bạn. Để em quay trên đây cho các bạn xem. Đế này thì nó thiếu như này không? Đây được rồi, phải lấy cái rễ này qua đây mới đủ. Đây ra. Cái này là cây số 5 nha các bạn. Cây số 5 này thì cái rễ nó không có đều bằng bên kia. Rồi. Nên là mỗi một lô 5 cây gì ông con 5 bán với giá là 7,5 triệu bao ship nha các bạn. Rồi, xong lô thứ 2, còn tiếp theo lô thứ 3 các bạn. Lô thứ 3 thì cây số 1. Cây số 1 này thì cái hoành của nó tầm khoảng 13 các bạn ơi. Hoành nó tầm khoảng 13. Hoành thân 13 ha. Còn hoành bể đế này tầm khoảng cũng 60 luôn các bạn ơi. Hoành đế 60 luôn. Còn chi cành rất là đều luôn nha. Hiện cây này chiều cao nó tầm khoảng trên 1m5 đó các bạn. Trên 1m5 mà ông cầu 5 ông kể là 1m5 thôi ha. Rễ rất là đều luôn các bạn ơi.
số 1 ha. Tiếp theo mình qua cây số 2. Cây số 2 thì cái hoành của nó thì tầm khoảng 9 đến 10. 10 nữa các bạn. Là hoành thân ha. Còn ở phía dưới này thì tầm khoảng 50 các bạn. Hoành bệ đế này là tầm khoảng 50 trên ha. Trên 50. Chỉ cành nó cũng đều nha các bạn. Xong cây mã số 2. Tới qua cây mã số 3 này các bạn. Mã số 3 này thì cái hoành của nó tầm khoảng 10 ha. Hoành thân là 10. Còn hoành bệ đế là trên trên 60 ha các bạn. Hoành bệ đế là trên 60. Chi cành rất là đều luôn. Cây này có chiều cao là tầm khoảng 1,5 m nha các bạn. Trên 1,5 m nè. Thì nãy cậu Nam đo là mỗi một cây là trên 1,5 m, có cây 1,6 m, 1,7 m có, mà cậu Nam cỡ trung bình là khoảng 1,5 m thôi. Dễ rất là đều luôn nha các bạn. Rồi tiếp theo qua cây mã số 4. Mã số 4 cây cuối này là đế khủng luôn nè nha. Chưa quên đó, cây này mã số 4, còn thêm cây nữa mới hết các bạn ơi. Cây này là cây mã số 4 ha. Hoành thì của nó thì tầm khoảng 10 cho đến 12 ha. Còn hoành cái bệ đế này tầm khoảng 50 nha các bạn. Còn chi cành thì cũng đều ha. Cây này tầm khoảng cỡ khoảng 1,6 m các bạn. Thì chi cành nó cũng đều ha. Còn đế nó cũng đều luôn nè các bạn. Đế nó cũng đều luôn. Thì cái này con năm sữa 6 nước này ha. Ủa lộn, nói hồi quên hoài, xin lỗi quý vị nha. Thì cái này cũng đã sữa 4 nước rồi nha các bạn. Đế rất là đều luôn. Rồi tiếp theo mình qua cây mã số 5 là cây mã cuối clip luôn nha các bạn. Cây mã số 5 thì nó nằm bên đây các bạn. Cây này thì bự hơn. Còn cây mã số 5 này là cây cuối clip nha các bạn. Thì cây này cái hoành của nó thì tầm khoảng 18 các bạn ơi. Dạ. Chứ không 17 18 cậu ơi, chứ không tới 27 28 đâu. Thì cây này là cây mã số 5 cũng là cây 15. Mã số 15 cũng là cây cuối clip ha. Cây này hoành nó 17 18 nè. Còn hoành bệ đế thì tầm khoảng 75 nha các bạn, trên 75. Chi cành nó cũng rất là đều luôn nè. Đó. Chiều cao của cây này thì tầm khoảng 1m65 các bạn ơi. Cây này 1m65 ha. Chi cành rất là đều luôn. Đế rất là đều đế luôn nha các bạn. Tại vì trong đây tùm lum quá mình khó đi nè, để mình quay thấy nha. Thì bên đây nó cũng đế nó đều nè, bên đây cũng vậy luôn. Bên đây nó đây dưới đây nằm cái đế trong này nữa nè. Rồi cây mã số 5 thì cũng đã cuối clip ha. Thì có anh chị và các bạn nào yêu thích mai vàng á thì nó liên hệ với cậu 55 qua số điện thoại. Này, nữa anh chị và các bạn nào có yêu thích mai vàng thì nữa liên hệ với cậu 55 ha. Nữa cái phần địa chỉ với số điện thoại toàn sẽ để phần mô tả kênh để cho anh chị và các bạn biết để liên hệ với cậu 5 ha. Thì mỗi một lô 5 cây như đó thì cậu 5 bán với giá là 7,5 triệu là bao ship luôn ha. Rồi để toàn quay từ cây mã số 15 này cho đến trở về cái cây số 1. Để mình quay lần quay lần lần cho anh chị và các bạn biết để mua cây ha. Thì mỗi một lô 5 cây như là nãy tính cây hồi nãy là cây số 1. Cây này cây số 2 nè, đếm ngược lại ha. Cây số 2, cây số 3, số 4, số 5 là một lô 5 cây ha các bạn. Còn mà tiếp theo 1 2 3 4
5 là một lô nha các bạn. 1 2 3 4 5. Như là 3 lô, 3 lô là 15 cây. Thì mỗi một lô vậy là 7 triệu rưỡi là 5 cây nha các bạn. Thì nữa có anh chị và các bạn nào có yêu thích mai vàng nữa liên hệ với cậu Năm ha. Thì nữa số điện thoại với địa chỉ Toàn sẽ để dưới cái phần mô tả kênh để anh chị và các bạn biết liên hệ với cậu Năm. Thì bây giờ Toàn xin kết thúc video. Thì cuối video thì Toàn xin chúc cho anh chị và các bạn luôn luôn được nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống ha. Và nhớ gìn sức khỏe trong đợt dịch này nha. Còn bây giờ thì Toàn bye bye.